Vâng, xin chào quý vị các bạn và thật vui khi chúng ta được gặp nhau trong video trải nghiệm một mẫu xe của Auto Daily. Trong chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng đến với cả em Bạch Công Tử này. Biển cũng đẹp, xe đẹp, 30A26668 luôn ạ. Vâng, Bạch Công Tử có khác, đẹp dai, biển đẹp luôn. Chiếc xe này thì là phiên bản Autobiography, có biển đẹp, đang được hạ gầm nhìn rất sport. Và đương nhiên là một mẫu xe này ở thị trường Việt Nam mình với cái động cơ 5.0 thì khó lòng mà có được cái mức giá loanh quanh dưới 7 tỷ rồi. Nhưng mà trong chương trình ngày hôm nay thì sẽ tạm thời bỏ qua em này. Em này chúng ta nói nhiều rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với một em Range Rover, nhưng mà của thương hiệu Nhật Bản cơ ạ. Cũng là Autobiography nhá. Vâng, đây chính em nó, Land Cruiser VXR V8 5.7 lít. Sử dụng động cơ chung với cả chiếc LX570. Nếu như mà để nói về những cái thông số động cơ của chiếc Land Cruiser này ấy, thì có lẽ ở trong các dòng xe của Toyota chúng ta sẽ thấy nó khá là bình thường. Và đây cũng là cái mẫu động cơ có cái mã lực mạnh nhất rồi, 381 mã lực và 545 Nm. Nhưng mà để so với cả em Bạch Công Tử ở bên này ấy, động cơ 5.0 mà hơn tầm 500 mã lực thì đúng là 5.7 này hơi đuối thật. Nhưng mà thôi, đó là khi chúng ta so sánh hai mẫu xe, một anh đến từ Anh còn một anh đến từ Nhật. Còn đâu nếu mà chúng ta nói về cái mã lực là 381 mã lực ấy thì dư dùng, quá dư dùng ở Việt Nam luôn. Nếu mà xét về cái thiết kế, những cái trang bị ở bên ngoài thì có lẽ chúng ta sẽ không thấy được quá nhiều sự khác biệt của mẫu xe này đâu. Mà cái mẫu xe này điểm đặc biệt nhất ấy nằm ở bên trong nội thất cơ. Hãng độ MBS đã làm cho chiếc Land Cruiser này có được cái ấn tượng và có được cái sự hấp dẫn cực kỳ luôn. Nếu như quý vị và các bạn qua Việt Auto 88 Phạm Hùng. Mức giá cụ thể của chiếc xe này thì có lẽ Duy xin phép chưa nói bởi vì chưa có cái mức giá cụ thể. Nhưng mà chắc chắn là sẽ có những cái mức giá mà chúng ta sẽ đáng phải trầm trồ đấy ạ. Bên ngoài thì phần mặt trước, phần ca lăng trước không có trang bị đặc biệt gì so với cả những cái phiên bản VX, VXS và VXR. VXS thì Duy cũng mới chia sẻ với quý vị các bạn rồi. Còn đây là phiên bản VXR. Phiên bản VXR này thì được trang bị full option hết. Full option luôn. Cả cái phần logo này cũng được trang bị là logo hiện đại nằm ở trong cái gói công nghệ an toàn mới Safety Sense. Camera trước ở đây ạ. Nói chung là để mà nói về cái chất của Land Cruiser thì đã trải qua quá nhiều năm và cũng rất nhiều người kiểm chứng rồi. Cái trang bị la răng mấy cả phần lốp này thì cũng vẫn được trang bị như là ở trên những cái phiên bản là Land Cruiser VXR mà thôi. Trên VXS thì cũng là bộ la răng này. Nói chung là cái phần thiết kế bên ngoài không có quá nhiều thay đổi, không có cái gì quá đặc biệt cả. Lát nữa chúng ta sẽ cùng vào trong, quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp nhé. Để xem là anh chàng được đến từ Trung Đông này qua bàn tay của mấy anh nhiều dâu kèm theo mắt đẹp và đội mũ khăn trắng thì chúng ta sẽ thấy như thế nào. Ở đây thì bậc lên xuống thì cũng đã được thêm 3 cái đèn ở phía dưới này để chiếu xuống đất. Ở trên gương thì chúng ta cũng vẫn sẽ có gương chiếu hậu chống chói này, rồi là tích hợp cả cảnh báo điểm mù ở trên gương này. Đây, dòng chữ toàn zoom với dế của mấy anh Ả Rập. Đó. Mấy bác này đất nước nhiều dầu mỏ lên là các bác ấy chơi là chơi tới bến luôn. Rất chất. Thật sự là Duy rất thích những cái mẫu xe được độ đến từ Trung Đông. Đây. Đây là cái điểm đặc biệt này. MBS. Nếu như quý vị và các bạn đi bên ngoài đường ấy mà gặp những cái chiếc Land Cruiser mà được dán cái tem MBS này hay những cái mẫu xe khác ấy, được dán cái tem MBS này thì yên tâm là những cái mẫu xe này sẽ được cộng lên ít nhất nó phải đôi tỷ so với cái giá trị chính thức của em nó. Bởi vì qua cái hãng độ MBS này các anh ấy độ chất vô cùng luôn. Nhìn thôi là đã thấy chất rồi. Đặc biệt là bên trong nội thất ấy, các anh ấy làm từng chi tiết một ấy, nhìn mê luôn. Đây, V8 5.7. Đèn hậu thì cũng vẫn là đèn hậu nguyên bản của những mẫu Land Cruiser thôi. Các bạn có thể nhìn tổng quan. Chất chưa? Thêm cái logo MBS kia kèm với cả chất xám của các anh ấy thôi. Chọn nguyên liệu tốt, những cái chất liệu cực kỳ đặc biệt lắp lên mẫu xe này. Đó.
Cốp thì mở kiểu vò xo. Nói chung là Land Cruiser thì cũng sẽ có cái cơ cấu mở cốp khá là êm ái. Chỉ có một cái điểm như hôm trước Duy có chia sẻ trên cái phiên bản VXS ấy, đó là cái phần trên, cửa trên của cốp này này, khi chúng ta đóng xuống ấy, nó sẽ vẫn có cái độ hơi khựng nhẹ một chút. Đó là cái cơ cấu gập của cái chiếc, của những mẫu xe Toyota ấy. Còn nếu mà sang đến Bentley, Bentley các thứ ấy, hoặc là Range Rover này, thì cái cơ cấu gập ấy, nó được hoàn thiện, nó được làm nó dày và nó to hơn, thì chúng ta sẽ có cơ cấu gập nó êm ái hơn. Cốp không có gì thay đổi đâu ạ. Đây là phiên bản 7 chỗ, à không, 8 chỗ thì đúng hơn, 8 chỗ mà được độ lại thành 4 chỗ. Nói chung là vào nội thất chất cực kỳ luôn. Ôi, không nói nhiều nữa, có lẽ bây giờ thì mời quý vị các bạn vào luôn cái không gian nội thất đi, bởi vì không gian nội thất của chiếc xe này mới là cái điểm để chúng ta, Duy rất muốn chia sẻ với quý vị các bạn. Và quý vị và các bạn muốn tìm hiểu, muốn sờ, muốn chạm thì đến ngay Việt, showroom Việt Auto, 88 Phạm Hùng. Wow, trời đất, đẹp quá quý vị và các bạn ạ. Thật ra thì Duy cũng đã xem cái mẫu xe này qua ảnh rồi, nhưng mà đến đây thực sự là khi mà chúng ta tận mắt thấy, chúng ta tận tay sờ vào ấy, thì phải nói là được hoàn thiện từng chi tiết cực kỳ tỉ mỉ luôn. Và mọi chất liệu đều được lựa chọn khá là kỹ lưỡng. Ở trên xe này thì toàn bộ chất liệu da thì đều là da Nappa. Và khi mà chúng ta mở cái cửa xe, cánh cửa xe ấy, thì ngay lập tức chúng ta sẽ có cảm nhận được ngay một cái mùi hương nó rất là đặc biệt. Nó đến ngay khi mà chúng ta vừa mở cánh cửa ra mà phát, cả một cái mùi hương nó ao vào khoang mũi chúng ta vậy. Những cái mùi từ da này, từ gỗ này, nó đều rất là thơm. Và nó có cái gì đó, nó thiên nhiên một chút. Đây, như quý bạn này thấy chưa, ở ngay cửa đây cũng là hệ thống đèn viền màu trắng. Hơi đáng tiếc một chút thôi, nếu như mà các anh kỹ sư độ mà trang bị cho thêm cái hệ thống đèn LED nhiều màu nữa thì chả khác gì những cái mẫu xe Mercedes cả. Để có cái mức giá mà ngang, gần ngang ngửa với cả một chiếc Range Rover Autobiography kia thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái trang bị rất là đặc biệt rồi. Và ở trên mẫu xe này thì quả thực là mình sẽ cảm nhận ngay khi mà bước chân ngồi vào cái khoang nội thất, cái khoang cabin này. Ở đây thì chúng ta sẽ có ghế bọc da Nappa này, điều chỉnh các loại hướng luôn. Với cái mẫu xe này thì chúng ta sẽ có những cái điều chỉnh rất là đặc biệt, đến từ cái hệ thống điều chỉnh điện ở ngay bên thành ghế ở bên đây. Chúng ta sẽ có đỡ đầu gối này, rồi là bơm lưng này, rồi là massage này, rồi là bơm hai cái bên thành ghế này lên để cho nó ôm sát vào người hơn, vừa vặn với người, cơ thể của mình hơn. Trước đây thì Duy cũng đã có chia sẻ review với quý các bạn về mẫu LX570, cũng được Việt Auto nhập khẩu và cũng được cái hãng độ MBS này thực hiện với gói độ cho nội thất của chiếc xe. Nhưng mà quả thực là nếu mà để so sánh hai chiếc xe đó với chiếc xe đó và chiếc xe này thì tất cả những cái chi tiết được hoàn thiện, rồi là cái chất liệu được trang bị vào bên trong khoang nội thất, thì chiếc xe này Duy cảm tưởng như kiểu được trên một level vậy. Tất cả những cái đường kim, mũi chỉ đều được hoàn thiện rất là tỉ mỉ và rất là cẩn thận. Những cái tính năng cơ bản còn lại như ở trên Land Cruiser thôi. Màn hình cảm ứng này, thật ra thì cái màn hình cảm ứng này là theo xe, chứ còn nếu mà màn hình cảm ứng này mà được độ lại thì nó sẽ có cái giao diện đẹp hơn và cái phản hồi nó cũng sẽ tốt hơn nữa. Phản hồi của cái màn hình này nó vẫn hơi chậm một chút xíu. Đó. Bên trên này thì ở đây chúng ta cũng sẽ có đầy đủ những cái trang bị sấy sưởi này, rồi là các cái chế độ tính năng off-road này, đi địa hình này, gài cầu này. Đó. Cái bệ tì tay này tì vào cái da của mình, chạm vào cái da ở trên đây ấy,
thấy nó mềm mịn như là chạm vào hot girl ấy, sờ sướng lắm. Thôi bây giờ chúng ta mời quý vị các bạn sẽ ra hàng ghế thứ hai đi. Vâng, Land Cruiser Autobiography. Những cái dòng chữ Autobiography được trang bị làm khắc ở trên rất nhiều trên trong cái phần khoang sau của chiếc xe này. Ở ngay cái phần ốp gỗ ở thành ghế, quý vị và các bạn có thể thấy, bạn có phim đang đưa cái phần máy xuống đó đấy ạ. Cái phần ốp gỗ ở đây được làm rất đẹp và rất tinh. Cái dòng chữ Autobio cũng vậy nha quý vị và các bạn. Tiếp theo là dòng chữ Autobio ở đây ạ. Tất cả những chi tiết này mấy anh Trung Đông này các anh ấy làm xe chất ấy. Rồi, đây. Dòng chữ Autobio ở đây ạ. Cái phần này ốp gỗ xong rồi được chạy một cái đèn led viền ở bên trong màu đỏ. Ở trên chiếc xe này thì đã được tối ưu hóa thành phiên bản 4 chỗ thay vì 8 chỗ như trước đây. Và những cái chi tiết ốp gỗ kèm theo bọc da đã được làm lại gần như là hoàn toàn. Quý vị và các bạn có thể cảm nhận ngay, thấy ngay ở đây, cái phần ghế này ấy, thực sự là được làm theo một cái phong cách đậm chất khoang hạng thương gia ở trên những cái mẫu máy bay nổi tiếng bây giờ như là 787 này, Boeing 787 ấy ạ. Rồi A300-900 à, hay là cái gì gì đó gì cũng không nhớ em đâu. Máy bay chắc là ít nữa phải học thêm để sang review. Và tất cả những cái vị trí 4 chiếc ghế này ấy, đều được trang bị massage tới 19 điểm mà chúng ta có thể điều chỉnh được. Ngay cả lưng này, rồi là ngay cả phần mông ở phía dưới, phần đùi cũng vậy. Đây, chúng ta có thể điều chỉnh các cái chế độ massage cũng như là điều khiển ghế qua một cái cụm phím điều khiển ở bên cạnh ghế đây ạ. Cái cảm giác mà khi chúng ta ngồi vào đây, chúng ta tựa đầu vào cái phần gối tựa đầu ở phía sau này, giống y hệt luôn. Cái cảm giác mà khi chúng ta ngồi ở hàng ghế phía sau của chiếc Mercedes-Benz S600 Maybach, không khác gì đâu ạ. Tất cả những cái cảm nhận mà Duy đang cảm nhận được ở đây sẽ cho chúng ta cái sự sang trọng và cái sự đẳng cấp thực thụ luôn. Cái ngay cái chi tiết là cái phần cái tấm ngăn để chúng ta để đồ tài liệu ở phía sau lưng ghế khoảng thế nhất đây cũng được bọc ra và cũng được làm rất giống ở trên cái ghế hạng thương gia trên những cái mẫu máy bay hiện đại, rất là tinh tế. Ở đây chúng ta sẽ có hộc lạnh ở phía trên, dưới bệ tỉ tay này, cái phần công tắc bật để làm nóng ly đồ uống ngay đây. Chúng ta bật công tắc ở đây lên là sẽ được làm nóng cái khu vực này hai bên. Và đây là cái phím để chúng ta vị trí bốt ở bên tay phải Duy có thể điều chỉnh cái ghế bên ghế phụ tiến lên lùi xuống. Và để nói về cái chất liệu ở trên chiếc xe mà Duy đang trải nghiệm ngày hôm nay ấy, đầu tiên có lẽ Duy sẽ nói về chất lượng da Nappa đi. Nếu như mà quý vị và các bạn chưa hiểu hết về cái da Nappa này thì da Nappa là một loại da khá là nổi tiếng ở trên thế giới. Và đây có thể nói là một trong những loại da cao cấp nhất để trang bị cho những cái mẫu xe đắt tiền như là Bentley này, như là Rolls Royce này. Rolls Royce sẽ có những cái loại da khác nhưng mà Nappa cũng là một cái loại da mà Rolls Royce rất là chú trọng. Ở phần bệ tì tay của chiếc Land Cruiser này thì cũng sẽ được trang bị cái phần điều chỉnh điều hòa như quý vị và các bạn đang thấy ở đây. Đây chúng ta có thể điều chỉnh điều hòa ở đây ạ. Và mẫu xe này thì được điều chỉnh điều hòa 4 vùng độc lập. Hệ thống điều hòa được trang bị từ cái bệ trung tâm giữa này cho đến phần trên nóc. Và đương nhiên rồi, một cái khu vực ghế ngồi hạng thương gia như thế này thì có lẽ chúng ta sẽ không thể thiếu đi được hệ thống màn hình giải trí. Và màn hình giải trí
với cái size là hơn 11 inch được trang bị ở lưng của hàng ghế thứ nhất sẽ là cái nơi mà quý vị và các bạn có thể giải trí. Duy trải nghiệm ở đây thì thật sự là cái màn hình được trang bị thêm ở phía sau của hàng ghế thứ nhất ấy, có cái giao diện đẹp và cái xử lý nhanh hơn cả cái màn hình trung tâm chính giữa của xe luôn. Và trên đây chúng ta cũng sẽ có rất nhiều những cái tùy chỉnh mà chúng ta có thể tùy chỉnh ở đây. Đây Duy đang sử dụng. Chúng ta sẽ có thể truyền tải cái nội dung từ smartphone này, từ máy tính bảng vào màn hình này, rồi là xem phim, nghe nhạc, kết nối internet, radio, xem ảnh ở đây ạ. Để Duy thử xem nào. Chúng ta sẽ có thể truy cập được những cái gì đây. Màn hình này phản ứng rất là nhanh. Đây, chúng ta có thể đổi được cả cái đèn viền phía dưới. Ở ngay bên cánh cửa này thì chúng ta cũng có đèn viền nội thất ở đây nhưng mà chỉ là màu trắng thôi. Còn ở đây chúng ta sẽ có thể đổi được 6 màu tùy chọn khác nhau. À, ở trên cái màn hình này còn được tích hợp sẵn cả app Netflix để cho quý vị và các bạn có thể giải trí xem phim. Nếu mà chúng ta, ai trong quý vị và các bạn đã từng sử dụng cái app Netflix này rồi ấy, thì chắc chắn là chúng ta, quý vị và các bạn cũng sẽ biết được rằng là cái app Netflix này là một trong những cái app mà sử dụng rất nhiều để xem phim. Chúng ta có thể kết nối mạng vào đây để sử dụng cái app Netflix này. Đó. Duy vừa rồi thì cũng có tranh thủ và xin phép quý vị các bạn ngả lưng một chút trải nghiệm trên cái chiếc ghế này. Thật sự là cái hệ thống massage của chiếc ghế này cho chúng ta những cái trải nghiệm nó thú vị thật. Và ngay cả cái phần nệm ghế ở phía trên này chúng ta cũng có thể điều chỉnh. Đây quý vị các bạn thấy. Chúng ta có thể bơm dựng đứng lên như thế này. Đó. Phần lưng ghế vẫn giữ nguyên, chỉ phần trên di chuyển thôi. Có lẽ thì vừa rồi quý vị và các bạn cũng đã cùng Bảo Duy của Auto Daily đi trải nghiệm cái khoang nội thất phải nói là đẳng cấp và xứng tầm với cái giá của mức xe này, không hề rẻ một chút nào, gần xem tương đương với cả chiếc Land Rover bản Autobiography ạ. Và với cái trang bị rất đặc biệt này thì chắc chắn đây là một mẫu xe để dành cho những ông chủ, những vị khách cực kỳ đặc biệt, những người chủ nhân rất đặc biệt để trải nghiệm. Quý vị và các bạn thấy sao về mẫu xe này ạ? Quý vị và các bạn hãy comment ngay phía dưới video này nhé. Và cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Daily để chúng ta cùng nhau trải nghiệm nhiều những mẫu xe hot, những mẫu xe đỉnh đám, những mẫu xe đặc biệt hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.